Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vượng ở Học viện Nhà khoa. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách để đánh lún các răng cửa. Thông thường khi đánh lún các răng cửa, chúng ta có thể sử dụng các loại khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể gắn lại mắc cài này về phía để gắn hơn thì các răng cửa của mình cũng có thể lún được. Hoặc chúng ta có thể dùng dây cung cong ngược hay dây spin ngược hay dây reverse. Hoặc chúng ta có thể bẻ các loại dây cung. Ví dụ như chúng ta hay sử dụng, như tôi hay sử dụng đó là cung tiện ích như này, hoặc các loại cung đánh lún phân đoạn này để chúng ta có thể kéo các răng cửa của mình nó lún xuống. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách khác nữa, đó là chúng ta bẻ đến dây cung này để tạo ra các cái móc để chúng ta có thể đánh lún các răng cửa của mình. Thì đầu tiên để bẻ cái dây này thì chúng tôi có thể sử dụng dây SS1725 hoặc SS1925, tùy từng trường hợp, tùy từng lực của các bạn muốn sử dụng. Để mà bẻ dây này, chúng ta đặt dây cung vào trong cái mắc cài của mình, đặt theo cái cung răng này. Thứ hai là chúng ta có thể là đánh dấu ngay trước vị trí mắc cài của răng 6 hai bên nhé. Thì thông thường chúng tôi sử dụng ống phụ cho răng 6 để sử dụng móc cái dây này vào, thì mình đánh dấu vị trí trước răng 6. Thường mình hay đánh dấu là giữa kẽ răng 5 và răng 6 hai bên này, giữa kẽ răng 5 và răng 6 nhé. Trên hàm tip podong cũng như vậy, chúng tôi sẽ đánh dấu giữa kẽ răng 5 và răng 6 hai bên này. Tiếp đó là trên đó chúng ta sẽ bẻ những cái vòng xoắn để tạo lực đàn hồi. Thông thường nếu chỉ đơn giản nhất thì chúng ta có thể bẻ tip bách đơn thuần thôi. Tip bách tức là bẻ cái phần đuôi dây phía sau nó hướng về phía ngay tiền đỉnh như này. Thì khi chúng ta lắp vào cung răng thì cũng có lực để làm lún các răng cửa rồi. Tuy nhiên để tăng độ đàn hồi thì thông thường chúng tôi sẽ bẻ thêm một cái nữa, đó là bẻ các vòng xoắn. Thì để mà bẻ vòng xoắn, chúng ta bẻ vào các vòng xoắn thuận này, đây, kẹp kìm kìm tít ngay tại vị trí mình đánh dấu. Để độ đàn hồi tốt hơn thì chúng ta có thể bẻ vòng xoắn to hơn này, bẻ cái lúc to hơn, có thể một vòng xoắn, hai vòng xoắn. Đây ví dụ đây mình sẽ sử dụng bậc số 3 kìm tít này để có cái vòng xoắn to hơn. Chúng ta bẻ ra đây. Thường khi vừa bẻ vừa xoay kìm nhé, để cho dây của mình nó hướng về gần cái vòng ban đầu này. Đó, hướng về gần vòng ban đầu thì chúng ta sẽ được một vòng xoắn như này. Đó, thông thường mình sẽ sử dụng các góc độ này, góc nghiêng khác nhau. Nếu mình bẻ bình thường này, góc nghiêng càng lớn thì lực tác động đàn hồi nó càng lớn. Còn khi mình bẻ góc nghiêng nhỏ thì lực tác động nó nhỏ hơn nhé. Thông thường mới bẻ góc khoảng tầm 30 đến 45 độ, tùy cái mức độ lực mình muốn sử dụng. Thường là mình sử dụng cái thước đo lực để mình test lực. Nếu như mình muốn lực lớn hơn thì mình có thể là sử dụng cái góc độ này nhiều hơn nhé. Ví dụ như thẳng này nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mình muốn lực nhỏ hơn thì mình bẻ góc này nhỏ hơn, khoảng tầm 20 độ, 30 độ thôi. Bên kia cũng tương tự như vậy. Theo sử dụng số 3 kìm tuyết này để tăng độ đàn hồi của cái vòng của mình. Để ý là kẹp kìm tuyết ngay tại vị trí đánh dấu nhé. Bẻ một vòng xoắn các bạn. Đấy, khi mà mình bẻ này để hai bên bằng nhau, một là mình có thể sử dụng thước để đo, hoặc thứ hai là mình sẽ thường nhìn vào hai bên này để làm sao cho hai bên của mình tương ứng bằng nhau, thì mức độ lực tác động hai bên sẽ bằng nhau, hai bên cân đối với nhau. Sau đó thì mình sẽ lắp cái này vào trong cái dây cung của mình. Lắp thường mình sẽ lắp vào ống phụ của răng 6 nhé. Bệnh nhân của mình vẫn đi một dây cung chính như này, và thứ hai là cái phần này mình lắp vào ống phụ răng 6. Lắp vào ống phụ răng 6 hai bên thì mọi người sẽ nhìn thấy cái kết quả như thế nào. Đây, khi mình lắp vào như này, khi mình lắp vào đây thì cái dây cung của mình sẽ nằm về phía ngách tiền đình hơn, hay phía chân răng hơn. Và sau đó là mình sẽ sử dụng này cái chỉ thép mình buộc từ cái dây này lên đây, buộc vào dây cung chính của bệnh nhân, thì lực đàn hồi nó giúp kéo cái răng của mình lún xuống ạ. Đấy, mọi người thấy này, lực đàn hồi rất là nhẹ nhàng nhé. Còn nếu trong trường hợp mình thấy là muốn lực nhẹ hơn thì như lúc nãy mình có nói, mình sẽ giảm cái góc tip bách ở đây, giảm góc này xuống. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng cái dây cung là đàn hồi hơn, ví dụ như dây TMA, hoặc bẻ nhiều lúc ở đây. Đó, mình có thể bẻ 2 vòng xoắn hoặc 3 vòng xoắn, nhưng thông thường bẻ một vòng xoắn là mình thấy độ đàn hồi rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách để đánh lún răng rất là hiệu quả, mà không sợ là việc là mình bẻ là các cái loại dây cung này, ví dụ dây cung đánh lún phân đoạn này, nó bị tì vào lợi. Thì đây là một cách rất là dễ để khắc phục tình trạng đó. Chúc các bạn thành công.